vừa đặt hệ thứ nhất đi năm vừa rồi, em có rất là nhiều fan hâm mộ và em sắp ra album, mong cô và các bạn ủng hộ. Cảm ơn các em đã tự giới thiệu. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em năm nay. Tên cô là Thảo. Cô cũng xem em biểu diễn, hơi gợi cảm quá so với lứa tuổi của các em. Nhưng quan trọng là các em vừa học giỏi, vừa văn nghệ giỏi. Cô mong rằng các em cứ tiếp tục phát huy. Dạ thưa cô, em là... Dạ, em là... Dạ, dạ Phạm Mai Khang. Em chính là người đi học trễ ngày đầu tiên. Thôi em về chỗ đi. Dạ. Cô muốn chắc chắn đây là lần cuối cùng. Chào bạn, mình là Quang Anh. Bạn rất là ấn tượng. Cảm ơn bạn. Mình tên là Phạm Anh. Đây là lớp học chứ không phải là câu lạc bộ làm quen đâu nha. Tôi sẽ mời học sinh của chị lên viết tường trình về lý do đi trễ. Và dĩ nhiên là không thể để một học sinh mặc áo dơ bẩn như thế này vào lớp. Em sẽ là người thứ hai lên phòng giám thị của tôi năm nay. Em ấy đi học trễ từ ngày đầu tiên. Anh có thể xem qua. Tôi rất tiếc khi phải báo cho anh biết là con gái của anh rất yếu kém trong một tập thể rất xuất sắc. Ủa, đâu có yếu đâu. Toàn điểm trung bình không nè. Nhà trường chúng tôi chỉ đào tạo ra những học sinh giỏi và học sinh xuất sắc. Còn học sinh trung bình à? Các trường khác có quá nhiều rồi. Em ấy thường xuyên mất tập trung ở trong lớp, rất chậm hiểu, lại quá mơ mộng, toàn làm lớp mất điểm thi đua thôi. Quang Anh, cho mình mượn học quẹt nha. Nè. Cảm ơn. Con nhỏ nhà quê. Quang Anh với Hà My á, quen nhau từ hồi lớp 10 lận á. Vậy hả? Tôi không cần biết. Ê, thì tôi cũng chỉ muốn cảnh báo cho bạn biết thôi. Chứ lỡ mất công sau này con tim của bạn sẽ bị nổ tung như tan nát á. Bùm. Ai làm xong? Cô. Em làm xong rồi hả? Em đúng là đồ ngốc. Cả một tiếng đồng hồ make up của tôi. Bộ từ đó đến giờ, bạn có biết công dụng của mắt mèo hả? Đây là những thứ tôi bắt được quả tang em ấy không tập trung trong giờ học. Đây hả? Cũng đẹp trai đó chứ. Con bé nó mê nghệ thuật lắm. Có năng khiếu á. Năng khiếu à? Anh sẽ trôi luôn. Xóa hết bóng tối quanh đây. Và nơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào. Bao nhiêu con tim tan theo tiếng ca. Đừng ngồi yên trong những góc tối. Và để ngày mùng hay bước đến cùng tôi. Cho đời đắm say, giang ai lướt qua bao.
em sẽ nhất em Hot High School. Dạ, chúc mừng em. Nào Phạm An Anh. Anh kìa, cô kêu. An Anh, mời em lên, đến em rồi. Đến lượt em rồi đấy. Lên đi, lên, đi đi, đi. Nhanh lên, đi. Bắt đầu nhé. Đúng tông của em chưa? Dạ. Bắt đầu đi. Xin lỗi cô, nhà em có việc. Sao em không tự tin vậy? Cô đừng lo, chắc bằng nó lại cắm đầu của tụng rác á. Với văn nghệ các em không nên mất tự tin như thế. Xin lỗi cô, cái thùng rác nó lăn làm xe của cô bị ngã. Em không cố tình đâu. Ôi, xe máy của tôi. Xin lỗi cô, nhà em có việc tiếp rồi. Anh nên suy nghĩ xem có nên chuyển cháu nó về một cái trường nào khác cho nó phù hợp hơn không. Hy vọng là anh sẽ sớm có quyết định trước khi vào học kỳ mới. Dạ, ba yên tâm, con sẽ cố gắng. Từ đó, tôi thấy kết cục đẹp đẽ cho những người có số phận đen đủ như tôi chỉ có trong tiểu thuyết và phim. Anh một cánh kìa. Em có một cánh kìa. Nó thành thiên thần rồi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Con mới thấy có một người chạy từ trong màn hình chạy thẳng ra đây. Việt Nam chưa làm phim 3D được đâu, đừng có mơ. Con nói thiệt mà, nó té xuống đưa hai chân lên trời kìa. Đâu, đâu? Đó, 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 hai cái chân tôi xuống rồi. Thôi, thôi, suất cuối rồi về đi ha, cho tôi dọn dẹp. Về đi nha. Tôi biết anh là thần chết. Tôi cũng hay mơ gặp thần chết lắm. Nhưng tôi không nghĩ ngoài đời lại có thần chết. Chỉ có hồn đồ chứ không có mất mắt. Sai kịch bản rồi. Không hết mất rồi. Lần đầu tiên mới thấy có người coi phim hài mà bị ám ảnh như cô đó nha. Không phải đâu gì. Chỉ có những người số kiếp xui tận mạng như con thì mới có thể thấy được thần chết thôi. Người bình thường không bao giờ thấy được. Chỉ có những người... Thôi, thuộc kịch bản quá ha. Tôi mới xui tận mạng nên gặp khán giả như cô đó. Xả rác tùm lum à. Thôi về đi cô hai. Đứng đây hồi thần chết ra nó hung cho bây giờ đó. Đi đây. Đây là đâu? Làm chiếu phim. Tại sao tôi lại đến đây? Ở trong đó bước ra. Ừ, chắc là cánh cửa tử thần. Cảm ơn nha. Bye bye. Hả? Trời ơi, cô phá cái gì kỳ vậy? Ông bay con. Trời ơi, vậy chứ ai? Ai phá? Trời ơi, cái con nhỏ này. Trốn ra hả? Kỳ dữ vậy không? Đứng lại đó. Ông bay con, ông bay con mà. Rồi, đứng lại. Phá nè, phá nè. Thần chết hả? Không phải, tôi sợ anh mày chạy đâu. Chẳng qua, tôi chỉ sợ người ta bắt đền tôi có màn hình thôi. Chứ tôi biết, số phận đen đủ như tôi, thế nào cũng sẽ gặp thần chết sớm thôi à. Ôm tôi.
tôi sẵn sàng rồi. Sẵn sàng gì? Chờ chết, chờ nụ hôn thần chết. Ủa vậy hả? Tôi có thấy thần chết nào đâu. Vậy anh không phải là thần chết hả? Tất nhiên, tôi là một thần chết. Vậy tôi sẽ là người chết, anh sẽ là người thực hiện nụ hôn thần chết. Rút hồn của tôi đi. Không, không phải tôi. Không lẽ tôi sao đến nỗi anh không muốn thực hiện nụ hôn thần chết với tôi? Tôi biết á, là mấy anh thần chết đẹp trai chỉ thích thực hiện nụ hôn thần chết với những cô gái xinh đẹp kiểu như chị Thanh Hằng thôi đúng không? Không, cô dễ thương mà. Nhưng tôi là thần chết, chỉ mới 17 tuổi. Ủa, anh mới 17 tuổi à hả? Vậy bằng tuổi của tôi, vậy kêu bằng bạn nha. Với lại tôi nghĩ con cũng chưa tới số để được thần chết thực hiện nụ hôn thần chết đâu. Vậy thì tại sao tôi lại thấy bạn mà trong khi bà sắc giấy là không thấy? Tôi không biết nữa. Vậy bạn tới đây làm gì? Không phải nhiệm vụ của bạn là đi rút hồn người khác sao? Khi thần chết du quá thành thiên thần, chúng tôi sợ quá chạy hoảng loạn. Tôi không biết cách nào để trở về nhà nữa. Bạn thật là tội nghiệp, thật là thiếu may mắn giống như tôi vậy đó. Ừ, tôi đi lang thang nãy giờ để tìm thần chết mà chẳng thấy ai cả. Vậy bạn có phép thuật không? Có chứ, tôi có thể bay. Vậy hả? Bạn có thể bay hả? Vậy bạn có thể bay cho tôi xem được không? Tôi rất thích bay á. Hồi đó giờ chỉ coi bay trên phim thôi, chứ chưa coi ngoài đời. Nhưng tôi bay không được cao và xa lắm. Có gì bạn đừng cười nha. Không sao, không có cười đâu. Hay là bạn cõng tôi bay nha. Ok. Ây da, bạn bao nhiêu ký? 50. Thôi, giờ không an toàn đâu. Để tôi bay mình trước đã. Vậy cũng được. Bay đi. Từ từ, lâu mới không thử. Rồi, tôi bay nha. Ok. Hey. À, tôi chân. Dạ. Chết rồi, chết rồi. Bạn, bạn có sao không vậy? Hả? Không sao, không sao. Sao không? Không, tôi chỉ hơi đau chút thôi. Nhưng tôi bay lại cho bạn xem nha. Được không? Được, đối với thằng chết bay là chuyện rất nhỏ mà. Bạn làm gì vậy? Chỉ quan sát coi có gì cản trở không thôi mà. Tôi bay nha. Bay đi, bay đi, bay đi, bay đi. Bay đi. Ủa, bạn đang khởi động hả? Tôi đang bay. Bay hả? Ừ. Là chuyện bình thường thôi. Lần đầu tiên tôi bay cao và xa như vậy á. Vậy lấy giùm tôi cái chìa khóa trong cặp ngăn ngoài cùng đi.
biết nhà còn cơm nguội cho bạn ăn không nữa. Mà thần chết tiên ăn cơm nguội cũng ngộ quá ha. Trời ơi. Ây da. Làm cái gì vậy? Dạ bạn. Dạ. Dì làm con hết hồn. Tối rồi mà la sùm. Bà ấy là ai mà thấy ghê quá vậy? Mẹ kế, vợ của ba tôi. Cũng may là tôi không nặng lắm đúng không? Con bị sao vậy? Con làm gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Tướng con hôm nay sao vậy? Ây da. Xin lỗi nha, xin lỗi. Dạ. Con có muốn chuyển lại trường cũ không? Bộ học phí trường này mắc lắm hả ba? Nếu con cố gắng được á thì ba cũng sẽ cố gắng. Con đang cố gắng mà. 100 cái khung tranh được có nửa tháng học phí à. Đó, anh thấy không đủ đâu vô đâu hết trơn á. Rồi còn học phí của em Mập nữa. Anh tính toán cho cẩn thận đó. Cơm ở trong bếp á. Ủa chị hai chưa ăn hả? Em đói quá nên ăn hết phần của chị rồi. Con hư quá. Sao lại ăn hết phần cơm của chị hai? Không, con chỉ ăn cơm với thịt thôi. Còn dưa leo thì mẹ. À mà con đi đâu giờ này mới về? Chị có chừa cơm cho con. Nhưng mà em Mập không biết. Chắc là... Dạ, thôi được rồi. Con không đói. Được 20 cái rồi. Vậy anh. Còn 80 cái nữa. Cảm ơn. Lãnh địa của cô cũng ngộ quá ha. Nhưng có vẻ cô không phục tùng ba mẹ cho lắm. Dì ấy là mẹ kế. Gớm quá. Gớm gì? Họ đẹp đôi chứ. Nếu thần chết ai cũng vậy thì chắc có nhiều cô chết lắm á. Thiên thần bệnh hoạn. Nhưng hy sinh nhiều một cô gái đẹp như vậy thì cũng được. Ủa? Bạn tự đi được hồi nào vậy? Hồi nãy chỉ hơi bị choáng chút thôi. Nhưng bạn cổng tôi cũng thấy dễ chịu lắm. Cũng may là bạn mỏng người á. Đi. Đi đâu? Đi đi rồi biết. Đẹp không? Hơi cao nhưng có vẻ không an toàn lắm. À, cầu nguyện đi, lẹ lên. Cầu nguyện được gặp thần chết vuông và chị An hả? Đúng rồi đó. Tưởng một ngày nào đó tôi sẽ được với họ. Còn bạn? Tôi hả? Tôi cầu được trở về lãnh địa của thần chết. Mà chẳng có gì. Chắc cái này chỉ linh nghiệm đối với người thường như bạn thôi. Còn tôi thì ngoại lệ. Ủa cái gì đây? Thần chết phải thực hiện 3 điều hạnh phúc nhất cho một cô gái thiếu may mắn thì thần chết mới có thể trở về lãnh địa của bóng đêm. Thiệt hả? Đâu? Tại sao phải làm 3 điều hạnh phúc? Bởi vì con người chưa từng hạnh phúc thì cái chết chẳng có ý nghĩa gì với thần chết. Nhưng làm bằng cách nào chứ? Bằng sức mạnh của thần chết. Ủa? Tôi có hả? Nhưng cô gái là ai? Là tôi. Chúc bạn may mắn. Ghê thiệt. Không ngờ khi ảnh thành thiên thần lại lợi hại như vậy. Lại còn có danh thiếp nữa chứ.
Vậy là nhiệm vụ của bạn là phải giúp tôi thực hiện được 3 điều hạnh phúc nhất thì bạn mới có thể trở về nhà đó. Vậy hả? Vậy bạn nghĩ điều gì làm cho bạn hạnh phúc nhất? Tôi muốn trở thành người đặc biệt. Hey! Đó, đi lại lần nữa nha. Ê, bên này. Hey. Bên này luôn nha. Hả? Nữa hả? Hey. Wow. Nè, coi như là thầy đã phát hiện ra được một tài năng. Thầy sẽ đào tạo em ấy thành một ngôi sao bóng rổ. Hình như con My nó kêu mình làm vậy á. Ê, nó tới kìa, My ơi, đây nè, đây nè. Làm gì đi chậm dữ vậy? Nãy giờ nó hỏi không biết trả lời sao luôn nè. Tại vì nó đi lẹ quá. Ủa, ai vậy? Thì hồi nãy bạn kêu là quýnh nó. Bởi vậy tôi kêu mấy tay đại ca này cho chắc ăn, chờ bạn tới trả tiền á. Có một con ngu mắt lờ đờ này mà cũng phải coi đông gì hả? Mà thôi kệ, đỡ mất công mình tốn sức
À, bạn nghĩ y chang như mình. Định chặn đường mắt này tôi hả? Không dễ đâu. Nếu như có đứa giành vị trí số 1 và hâm he cướp bạn trai thì mày nghĩ có nên bị đánh không? Thật ra nếu đông thì có thể đánh ít, chứ nó là dĩ nhiên rồi. Ui. Bạn nghĩ gì mà cười nghe gian quá vậy? Ủa? Nãy giờ chỉ là tưởng tượng thôi hả? Tôi thấy trong tưởng tượng của bạn có vẻ tôi phải vất vả lắm mới làm bạn hạnh phúc à nha. Vậy bạn có giúp tôi được không? Muốn về nhà thì phải cố gắng thôi. Vậy thì hay quá rồi. Bạn cười nghe gian sao á? Thần chết gì kỳ vậy? Tại sao kêu một cô gái trong sáng hiền lành như tôi cười gian là sao? Vậy khi nào anh bắt đầu? Nè, con có vẻ khác bình thường đó nha. Dạ, con đang cố gắng làm cho ba hãnh diện gì con. Ừ, con có vẻ cố gắng ngoại hình hơn á, có vẻ stylish hơn á. Dạ, thưa ba con đi. Nè. Dạ. Nếu mà xe có vấn đề gì á thì mai ba sửa tiếp cho. Dạ, không cần đâu, con tự lo được rồi. Đẩy đi. Đẩy hả? Không để tôi mặc đồ đẹp, bắt tôi đạp cho mồ hôi nhễ nhãi hả? Ừ. Công nhận, chạy xe như vậy không hao xăng, không gây ô nhiễm môi trường, lại không gây ồn ào nữa ha. Vậy hả? Lại tiết kiệm sức nữa, chứ lúc trước tôi chạy xe đến trường, toát cả mồ hôi hộp luôn. Tôi nghĩ không có tiết kiệm sức đâu rồi nha. Cũng may là bạn cấp phép thuật ha. Ờ, cũng chút chút. Cái xe cà tàng này không chừng lại làm cho lớp mất điểm thi đua à. Đua không? Đua. Đua. Sao? Là chạy nhanh vô con mặt của nó. Chưa đủ nhanh hả? Cho bọn chúng nó biết sức mạnh của thần chết đi. Sức mạnh thần chết. Bức phát theo. Ê, nhỏ này chạy xe mà nhắm mắt kìa. Ê, ngủ hả? Con nhỏ nó bị khùng rồi. Rồi đi trước nha. Sao không tăng tốc dù có khổ cho nó đi? Tôi mệt quá, chịu hết nổi rồi. Thần chết gì mà vô dụng, tôi không cần bị nữa. Thần chết người ta đẩy cái xe đò. Còn bạn, đẩy cái xe đò không xong đó là sao? Mệt quá.
cho thằng khỏi hiên nhà luôn. Thật là vô dụng hơn mình nữa. Có sao không? Có đi nổi nữa không? Chắc bạn thất vọng về tôi lắm hả? Chút chút. Công nhận bạn tốt thiệt, không bỏ tôi giữa đường. Chút chút. Nhưng tôi sẽ giúp bạn, tôi sẽ dùng hết phép thuật của mình để làm cho bạn hạnh phúc. Bạn phải nhớ những gì tôi dặn. Coi chừng món ma học đường là bà giám thị đó nha. Giám thị là thứ gì? Lớn không? Thì cũng giống như là cái ngục vậy. Hiểu rồi chứ không lớn nhưng ai cũng sợ. Trời ơi, lại bị trụ điểm nữa rồi. Dạ thưa cô, sáng nay nhà em có việc nên... Lại lý do. Thôi về lớp nhanh lên kẻo hết giờ làm bài. Mà nhớ đừng để cô giám thị phát hiện đi trễ nhá, nếu em còn muốn học trường này. Không phải ai cũng thương học trò như cô đâu. Dạ, cảm ơn cô. Giờ kiểm tra mà cô giáo chủ nhiệm của các em lại đi uống nước à? Đây là mắng mèo rất là ngứa. Canh me ché vô ghế không muốn mai học đường. Cho bác khỏi canh kiểm tra. May ra tôi mới vô đó làm bài được. Ok, nhớ rồi. Hả? Im lặng làm bài. Vô đi. Đứng thập thò đó làm gì? Bà đúng là móng ma. Mình mà bà cũng thấy nữa hả? Hả? Đừng có tưởng tôi không thấy. Vô đi. Trường này không có đào tạo ăn trộm đâu, cô bé hay mộng mơ. Dạ thưa cô, sáng nay nhà em có việc nên... Lại lý sự và giải thích. Có vẻ bề ngoài trải chuốt rồi đó. Các em càng ngày càng giống cô chủ nhiệm của các em. Rất quan tâm bề ngoài, về chỗ đi. Có bao giờ bạn thử làm cho lớp được cộng điểm không? Cứ đi trễ hoài không thấy nhục hả? Để xem ai sẽ làm cho lớp rạng danh. Bài khó lắm hả? Bạn có cần mình giúp không? Hôm nay bạn có vẻ tự tin quá ha. Im lặng. Giờ này không phải là giờ để đưa đâu hả anh chị? Ha? Quay cái gì đó? Đưa xong tôi xem. Rồi, cái đề bài này ghét trơn rồi. Kế hoạch 3 bắt đầu. Được rồi, làm bài đi. Sao ngứa quá vậy? Có phải cuốn này không? Không phải, cuốn khác, cuốn khác. Cuốn màu gì? Kế bên bị màu đỏ. Đây rồi. Đúng rồi phải không? Ừ, đúng rồi. Lật đi, lật đi. Thôi nữa, thôi nữa. Lật đi, lật đi. Đâu đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái gì? Dạ. Dạ, thưa cô, đều đúng. À, làm đi. Dạ. Lật đi. Lật đi. Đọc cái công thức đó đó. Đọc hả? Mấy cái này giờ hình, chữ, số, mùm lum, biết gì đâu đọc. Trời ơi, từng chơi gì mà cũng có vậy, không có đọc hả? Thì bị chút chút, nhưng mà ngứa quá. Ê, bóng ma kìa. Không phải, không phải, bỏ xuống, bỏ xuống. Không phải, không phải. Vô đi, vô đi. Hả? Hả? Sao? Sao bạn quay lại để đó? Tôi... Quá rồi ha. Em, lên văn phòng làm kiểm điểm gấp. Hóa ra bạn giúp tôi là như vậy đó hả? Dạ, thưa cô, không phải có bạn đó. Dạ. Không giải thích gì hết. Các em y chang như cô các em, luôn luôn giải thích. Em lên phòng tôi ngay, để cho các bạn tập trung làm bài. Còn em, lên bàn giáo viên làm bài. Dạ. Dạ, thưa cô, bàn giáo viên sao ngồi cô? Sao không ngồi được? Lên bàn giáo viên, nhanh. Dạ. Đồ hắc ám. Em ngồi xuống đó làm bài tiếp đi.
Tôi chét đầy bàn đầy ghế hết trơn rồi. Vậy sao ngồi? Ngồi xuống đó làm bài đàng hoàng đi, khỏi quấy rối người khác. Nhanh lên. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Kế vé của nó do tài liệu á. Kế hoạch 4 bắt đầu. Ừ. Hả? Chứ con này đẹp quá. Ngại quá. Ê, hey, nhanh lại. Ừ. Sẽ có một bí mật sắp được khai quật. Trời, cái gì vậy? Cái gì đó? Im lặng làm bài đi. Cái rồi. Gì nè? La cái gì ông chồng vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Coi, cái váy của em. Em làm gì mà la dữ vậy? Chỉ là cơn gió thoảng qua thôi, nhưng mà nhắc nhở cho các em là mặc váy quá ngắn nghe chưa? Quá hay, không ngờ lại sáng tạo như vậy. Em làm bèm gì đó? Làm bài đi. Gì nữa đó? Nhưng thưa cô, bài làm của em lem hết rồi. Em lấy tờ giấy khác làm bài lại từ đầu. Hả? Nhanh. Nhanh. Không có tài liệu, nhưng mà có bí mật. Hả? Bí mật gì? Bí mật là con trai với con gái khác nhau. Ây da, ây da. Làm cái gì mà em hồi mày không hỏi à? Dạ, dạ không có thoải mái à. Ngồi xuống cho đàng hoàng mà làm bài đi. Ngồi xuống. Im lặng. Cười, cười. Ây da. Gì đây? Ý. Cái này của em. Mèo. Dạ. Ý. Để làm gì? Chắc. Dạ, dạ em hãy chơi đi cô ơi. Chơi. Dạ. Em lên phòng giám thị và làm tường trình về trò chơi của em đi. Dạ. Cảm ơn chị đã canh dùm lớp cho tôi. Nhưng chị không thể lúc nào cũng như bóng ma canh me trừ điểm lớp tôi từng chút như vậy. Chị dám kêu tôi là bóng ma? Học sinh của chị thì vô kỷ luật, trong khi chị lại dạo mát trong giờ kiểm tra. Chị không cần phải quá lo lắng cho lớp tôi. Em lên vào phòng giải trình về trò chơi sắp tới của em đi. Em ấy thật là ngốc. Không khí hơi căng thẳng ha. Quay bài dở như vậy thì đừng bắt chước người ta. Xin lỗi, tôi không cố ý hại bạn đâu. Bạn là người trơ trẽn ngớ ngẩn và lụm thụm nhất tôi gặp trên đời. Đàn ông gì mà thù dai nhỏ mọn quá không biết nữa. Ha. Còn đó hả mấy người bất tài vô dụng? Cái gì? Tôi không có quay bài. Ê, không phải, tôi nói tôi. Mà công nhận bạn cũng hay ha. Bị tịch thu sách mà còn tiếp tục quay bài. Không phải, tôi bị bắt vì tội tàn trữ mắt mèo. Định chơi bóng ma hả? Bạn mà làm được, bạn là người hùng của cả trường rồi đó. Chị có vẻ khổ sở về cái chuyện phải cao hơn người khác. Thì chị có vẻ khó chịu vì không thể làm được điều đó. Hai em ra ngoài đi, cô có việc riêng cần nói chuyện với cô giám thị. Dạ. Dạ, nhưng em chưa viết xong bản kiểm điểm. Em có thể nộp sau khi có chữ ký của phụ huynh. Dạ. Tôi có thể học bóng đổ được không? Ừ, có thể. Sẽ không ai dạy bạn đâu, bạn vụng về lắm. Tôi không hiểu nổi, năm nào lớp tôi cũng đứng cuối bảng xếp hạng. Do cái khả năng chủ nhiệm của chị có vẻ quan tâm cái bề ngoài nhiều hơn cái lớp học của chị. Chứ không phải là do chị lúc nào cũng ấm ức cái chuyện đã từ đời tám hoánh nào rồi. Tôi không ngờ chị lại thù dai đến thế. Chuyện đã lâu lắm rồi và thực ra chẳng liên quan gì đến chúng ta bây giờ cả. Em về lớp đi. Đừng để người ta bắt làm kiểm điểm thì tốt hơn cho cô và cả cho em nữa đấy. Không phải ai cũng dễ thương như cô đâu. Thưa cô, em cột bi dài xong rồi. Ừ.
Tôi muốn biết bí mật tại sao hai cô giáo lại thù hằn nhau như vậy. Phải nghe lén chuyện người khác như vậy có tốt không? Có nghe lén đâu. Cậu cứ gì đứng đó, đâu có ai thấy cậu đâu. Cái này có làm cho bạn hạnh phúc không? Chút thôi hả? Ừ. Đành vậy. Hồi xưa cô chủ nhiệm của bạn và bóng ma học đường là học chung với nhau. Chắc là cô chủ nhiệm học giỏi hơn rồi. Ờ, nhưng quan trọng hai cô của bạn cùng thích chung một người. Vậy là cô chủ nhiệm cô thế hơn, đẹp hơn, xinh hơn, dịu dàng hơn. Hình như là vậy. Nhưng bạn có biết hai cô của bạn cùng thích ai không? Chắc là đẹp trai lắm hả? Hả? Kìa, ổng á. Hả? Thầy thể dục. Đó. Thầy thể dục. À, thầy cho em chưa uống rổ. Môn này không có phù hợp với con gái và chiều cao của em đâu. Em nghĩ là em chơi được. Có phải điều quan trọng nhất của bóng rổ là đưa banh vào rổ không thầy? Đúng rồi. Nhưng mà không có dễ làm như là em học gạo thuộc lòng là làm được. Giống như những môn đã bị nhồi nhét ở trong lớp. Thể thao là cần phải có sức khỏe, phải có trí tuệ, khéo léo và tài năng nữa. Em nghĩ là em làm được. Thầy cũng ủng hộ em đã yêu môn bóng rổ hoặc yêu người chơi bóng rổ. Nhưng em sẽ không làm được gì một khi khả năng không cho phép. Không ai hiểu rõ điều đó bằng thầy thể dục của em. Nè, cô không có ý định làm mất thể diện tôi trước mặt học trò chứ? Em bị đình chỉ 3 ngày, sau đó hội đồng sẽ xét duyệt lại trường hợp của em. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn nha. Có vẻ có khả năng đó. Thử lại lần nữa xem. Dạ. Quang Anh. Chuyện nhỏ. Cho anh vô rổ. Nè, không đơn giản như em nghĩ đâu. Bạn nghĩ bạn là siêu sao hay sao vậy? Quay lưng mà ném bóng vô rổ. Ủa? Banh nóng vô rổ hả? Ném vô. Cách có 8 mét à. Em có vẻ tự tin giống cô chủ nhiệm của em. Còn khả năng giống thầy thể dục. Cô không cần phải xỉa xói như vậy. Nè. Sao không giúp tôi đưa banh vào rổ? Bạn đâu có nói. Chứ sao hồi nãy bạn giúp tôi? Đâu có, hồi nãy bạn tự ném banh vào rổ mà. Tôi có làm gì đâu. Trời ơi, cái đó chỉ là may mắn thôi. Làm ơn giúp tôi banh vào rổ nghe chưa? Tức là bây giờ bạn ném, tôi chụp một banh vào rổ phải không? Đúng rồi, vậy á, nhớ nha. Nè, cầu nguyện không phải là tất cả đâu nghe. Thầy ơi, cho em xin thử lại lần nữa. Được, thầy rất là ủng hộ những người có nghị lực và cố gắng như em đó. Ừ. Chuẩn bị. Hơi xa đó nghe. Chuẩn bị. Vẫn còn xa đó. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hey. Cố lên, cố lên. Trời ơi, đồ bất tài. Nè, em đừng có tự trách mình. Banh không vào rổ, đó là chuyện bình thường. Nếu mà dễ như vậy, thì tụi này đâu phải tập nhiều. Xin lỗi chứ banh bay cao rồi, nhanh quá tụi bay không tới. Bạn làm cho tôi mất mặt quá, thật là quê quá đi. Tôi cũng đau lắm chứ bộ. Nè. Dạ. Thầy thấy em cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng có lẽ em hợp với văn nghệ hơn là thể thao. Tôi cũng nghĩ vậy á. Dạ, thầy cho em xin thử lại một lần nữa. Hả? Thử lại một lần nữa? Dạ. Được. Nhưng mà chúng ta không còn thời gian, cả đội còn phải tập đó. Dạ. Đứng ở gần rổ đi. Khi nào tôi ném, bạn cứ chụp vô, bỏ vô rổ cho nó dễ biết chưa? Ừ ha, công nhận bạn thông minh thiệt. Lần đầu tiên có người khen tôi thông minh, nhưng chắc là thông minh không bạn? Em nè. Dạ. Thầy thấy em có vẻ thích thể thao. Ừ. Giống thầy hồi nhỏ.
nhưng mà năng khiếu thì có khác. Nhưng trận đấu quyết định thì hôm nay sao cô có vẻ rảnh rỗi mà xen vào chuyện thể dục thể thao vậy? Tôi không hiểu tại sao các cô gái rất là thích những chàng trai bóng rổ. Thầy ơi, hình như hồi xưa cô giám thị cũng thích những người chơi bóng rổ phải không thầy? À, nhưng mà học trò thì không có thích giám thị đâu. Hồi nhỏ thầy cũng vậy. Em còn một lần cơ hội. Dạ, em sẽ cố gắng. Bạn có chút cơ bản nào hết. Quang Ngân. Dạ. Bắt đầu đi, thầy hết giờ dành cho em rồi đó. Dạ. Ném đi, nhanh lên. Hay. Trượt rồi. Cho banh vô rổ. Trời ơi. Yeah, banh vô rổ rồi. Cái banh nó bị gì kỳ lắm thầy? Giống như con ma. Dạ. Em hình như có năng khiếu đánh banh xoáy. Banh vô rổ rồi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Thầy. Vậy là có được tính điểm không thầy? Không, cú ném rất là lạ. Nhưng mà luật chơi banh á là phải từ trên xuống. Ủa, vậy hả? Ừ đúng rồi, chứ banh vậy thì đâu có tính điểm đâu. Yeah. Được tính điểm đâu mà yeah. Không được. Sai luật rồi. Không tính điểm. Theo luật á là banh phải từ trên xuống dưới, chứ đâu phải là từ dưới lên trên. Mà cái nào cũng vô lỗ mà. Bạn không có tí xíu căn bản đâu cả. Ngay có luật bạn còn không biết nữa mà. Thầy, vậy là em không tới chơi bóng rổ hả thầy? Em chưa thể tập trung với đội được. Nhưng em có thể làm săn sóc viên hay là lao sàn bóng rổ gì đó, nếu như em rảnh và em muốn học bóng rổ. Thầy, thật không thầy? Thật. Ngày mai đi. Giờ rảnh của thầy, thầy sẽ dạy cho em. Vậy là biết không được hạnh phúc rồi. Còn lâu mới được về nhà. Còn lâu. Tao nghi nó đang xài khổ nhục kế á. Ủa mà làm sao? Thì vừa làm săn sóc viên, vừa lau sàn là vừa khổ, vừa nhục thì gọi là khổ nhục kế là đúng rồi. Ê, tao thấy nó quyết tâm cua Quang Anh của mày đó nha. Cái gì chứ? Đó. Đừng có mà mơ. Mơ hả mày? Đừng có nghĩ lúc nào cũng hơn người khác. Sẽ có một ngày tôi cho bạn biết thế nào là thất bại. Nếu mà không có thầy ở đây thì mày đã ăn một cái tát rồi. Không biết ai tát ai. Thần chết gì mà bất tài vô dụng, không làm được việc gì cả. Đẩy xe chậm như rùa. Nhưng mà cũng mệt lắm chứ bộ. Cho nghỉ chút đi. Không, đi tiếp đi. Có vẻ bạn bớt hiền hơn rồi đó. Chứ hiền làm gì, hiền cũng bị người ta ăn hiếp thôi. Hình như tôi cũng đang bị ăn hiếp nè. Xe này là xe quỷ gì mà chạy từ trường đến đây mà lâu dữ vậy? Thông cảm, xe gia truyền từ thời bà ngoại. Xe này chạy hao mồ hôi lắm á nha. Kệ tôi, tốt cho sức khỏe, coi như tập thể dục. Tập thể dục đi, chứ mập quá đi cua trai không có được. Mà nè, uống nước đi cho đỡ khát, rồi còn đi tập thể dục tiếp ha. Không cần. Bạn không cần nhưng mà tôi khát quá nè. Trời, trời cái gì vậy? Con nhỏ này mày ghê sợ với tao. Khoan. Nhưng mà cái sự trước mà. Nhưng mà nó giống là giống nước. Nhưng mà nó cũng ướt. Muốn ghi sự hả? Tôi sẽ dạy cho bọn nhà giàu một bài học. Kể tôi có nhà giàu mà học giỏi. Đỡ mày, nhà nghèo học dốt. Lại còn xấu nữa. Thế nó cũng được mà. Nhưng mà nó không có đẹp bằng tụi mình nên phải nói là xấu. Quá xấu. Ngon nhờ vô. Đánh lộn mà, tụi nó có ba đứa lận á. Làm gì phải sợ chứ, bạn là thần chết mà. Bế tụi lên đá nó. Bế hả, có kỳ không? Dựng sao, đá nó hay đấm nó. Tát nó, đấm tóc nó, đánh nó. Kỳ gì mà kỳ, phải cho biết thế nào lợi hại của thần chết đi chứ. Cứ từ từ bình tĩnh mà đến ba người lận sợ gì. Sợ gì? Lẹ lên. Tao thấy nó hung tợn quá mày ơi. Nhìn nó giống như có giỏ vậy đó. Wow.
ơi chuối. Sao mà vụng về quá vậy hả? Bế người ta cũng không nổi nữa. Sao không? Ủa vậy nó đã trúng đứa nào? Mày té hả con? Mày hả? Tưởng chú vụng nè. Sao mày đánh tôi? Đau đau quá. Trời chuối. Không giống tưởng tượng gì hết. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Trời hả? Mày hả? Trời. Các cậu làm cái gì mà té lăn ra đất thế này? Chú, dạ, bạn con bị té, con đang đỡ dậy thôi mà. Thôi, về đi. Dạ. Dạ thưa chú, về. Con gái gì mà bay đá người ta. Nhanh lên đi. Té trống cả mông này. Dạ. Ủa, chú thấy hả? Cái gì mà công an không thấy? Chẳng qua là làm lơ cho các cô thôi. Thôi, về đi. Đi về. Để tán đi. Thần chết gì mà bất tài vô dụng. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho bạn biến ngay lập tức. Hình như bạn càng ngày càng khác so với hồi tôi mới gặp rồi nha. Khác gì? Khác ở chỗ á là tôi càng ngày càng thất bại nhiều hơn, càng làm trò hề nhiều hơn đúng không? Bạn á, không có khả năng gì hết. Chỉ được cái là không ai thấy bạn ngoài tôi ra thôi. Có khi nếu bạn không thấy tôi thì sẽ tốt hơn. Ai không thấy bạn, tự nhiên phải thấy bạn. Tự nhiên phải giúp bạn về nhà. Bạn phiền quá, quá phiền luôn á. Bất tài đâu phải là cái tội. Sao không phải là cái tội? Bất tài bị người ta khinh, bị người ta coi thường biết không? Mắt kiến của tôi đâu? Hình như tôi cũng đang cảm nhận được điều đó nè. Ý bạn nói tôi đang xem thường mà chứ gì? Nhanh ra. Bạn đó, chỉ được cái ăn dụng và nghe lén chuyện tình của cô giám thị và cô chủ nhiệm thôi. Chỉ được cái khôn nhà dạy chợ. Thì khả năng của tôi chỉ có vậy thôi. Đâu phải ai cũng toàn diện đâu. Bạn là dạng người toàn diện. Nhưng mà là dở toàn diện. Chứ cô điểm đi đâu toàn diện. Toàn diện. Vậy mà cũng nói được. Toàn diện. Vậy mà cũng nói được nữa. Toàn diện. Làm gì mà chê tôi dữ vậy. Tôi cũng được lắm chứ bộ. Bạn lại nghĩ ra cái gì nữa. Càng ngày bạn cười càng thấy ớn à nha. Bạn có muốn về nhà không? Muốn chứ. Vậy à, bạn đã làm được gì cho tôi chưa? Hình như là không được gì hết. Đúng rồi á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ rất phù hợp với khả năng của bạn. Nghe lén ăn trộm nữa hả? Chính xác. Từ ngày gặp tôi, bạn thông minh hơn hẳn. Chẳng lẽ muốn về nhà là phải bầm dập hại người mới là bạn hạnh phúc? Có hèn hạ lắm không? Hèn gì mà hèn. Bạn nói đúng á. Con người á, thì không ai toàn diện cả. Tôi muốn biết tật xấu của mọi người. Có như vậy thì tôi sẽ dễ dàng đối phó với họ hơn. Đúng không? Vậy là kiếm cái xấu của người ta chứ không phải làm cho bạn hạnh phúc hơn hả? Cái này dễ mà. Bạn làm được mà đúng không? Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi muốn bí mật của mọi người, đặc biệt là những tật xấu của họ. Không phải ai bất hạnh cũng đều tội nghiệp đâu. Làm gì mà cười một mình trên đó vậy An? Dạ con đang học bài. Đó là cơ hội duy nhất mà ông ta không làm được. Nhưng mà cô chủ nhiệm cũng quá đáng. Chỉ có vậy thôi mà không yêu. Không, hình như ông ta mặc cảm. Cô giám thị của bạn thù ghét cô chủ nhiệm. Cho nên từ đó cả ba đều ế. Hả, còn bọn Hà My thì sao? Thì nè. Con người thật phức tạp. Tại sao lại vui với những vị xấu của người khác chứ? Tập gì tập hoài á? Thuộc tập rồi. Tập cái gì mà thuộc? Tới lúc đó sai thì mày nhục. Quang Anh nha, ghé qua xem nha. Biết rồi. Thì bà tập chính, bà tập thôi. Tụi nó làm gì sao? Tập sao? Muốn đi lau sàn bóng rổ hay là muốn muốn minh họa cho đội văn nghệ? Mà tới sợ lúc đó chổng mông lên trời. Rồi, ba ngày vui là bị đi đó. Cô giáo thanh nhạc chuyên gia thi rớt.
đứa nào. Trời ơi, con nhỏ Hà đi lại cô Thảo với Bóng Ma học được như này thấy vô. Con hiệu trưởng thì rớt đại học thì chửi quá đi bụi luôn. Trời ơi, Thủy Béo chuyên gia xem chuyện xét. Xuân lại, má không xong điểu. Là bóng ma chở mắt thần. À, hay quá ha, sao lại đi cái chuyện này cái phim cho người ta nghe. Bây giờ mới biết ha, cho Tuấn Hương nổi tiếng lăng nhăng ha. Hung hả? Mày dám coi hai câu chuyện người lớn hả? Mày cũng coi vậy, mày biểu trong ô tô mà. Mày coi đi nè. Hả? Cái gì mà mày dừng lại ngay, thôi. Có nghe không? Ôi mà, gì vậy? Chỉ có bạn mới biết chuyện nhà tôi thôi. Bạn quá đáng lắm rồi đó, tự nhiên nói gì vậy? Hy vọng là bạn vui để tôi còn được về nhà. Hình như ở nhà tôi vui hơn ở đây. Tôi. Bây giờ cho biết cảm giác thế nào khi bị người khác coi thường. Giọng tôi hát hay chứ bộ. Nhưng mà hồi đó tôi không có quen biết nên mới rớt. Làm gì mà reo rao khắp trường vậy? Còn học sinh nào nó nể tôi nữa chứ. Thôi đi. Làm ơn đính giùm tôi cái. Các thầy các cô quản lý học sinh cái kiểu gì mà bây giờ để cho tụi nó làm rối tung lên hết làm sao vậy? Ngay cả mấy cái chuyện không hay ho gì của mấy thầy cô mà cũng để cho học sinh nó biết. Rồi bây giờ nó điêu ra cả toàn trường. Các anh các chị có yêu ai, có ghét ai thì cũng đừng để lộ cho học sinh nó biết. Rõ như vậy kể phụ huynh nghe hết rồi kìa. Rồi còn ai vô đây đăng ký học tập gì nữa đây? Các thầy các cô nghĩ như thế nào nếu như bây giờ cả ngành giáo dục biết là trong cái trường của mình đây nè chỉ toàn là những người thất bại, những người ghét bị? Vì điều quan trọng hơn hết là bây giờ học sinh đã làm loạn lên cả trường được kìa, rồi còn dạy dỗ ai được nữa đây? Dạ thưa thầy, chúng nó cũng bêu ríu thầy nữa đó. Dạ. Ơ đừng. Làm gì vậy? Ai? Ai? Ai ra dám nói là tôi không biết dạy con? Ai ra rêu rao là thằng con tôi đi thi rớt? Dạ, nó về chưa thầy? Nó đi bụi thầy cãi đó chứ. Tôi tận nó lâu rồi. Quá đáng. Quá đáng. Nói trong ngày mai, nếu không truy ra được thủ phạm là coi như là tất cả các thầy cô đều bị sa thải. Và tôi chắc cũng về hưu sớm. Ai đã bày ra vụ việc này? Tôi biết chắc là một trong số các em, nhưng chắc chắn là các em không thú nhận đâu. Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh cho tôi, nếu không tìm được ai thì tất cả các em sẽ bị trừ hành kiểm. Im lặng. Tất cả im lặng đi. Thưa cô, em có ý kiến gì? Cô có phải cô ghét lớp tụi em là do cô với cô chủ nhiệm của em hồi nhỏ? Quang Anh, cô và cô giám thị không có vấn đề gì. Cô ấy chỉ giữ kỷ luật cho trường thôi. Cô là giám thị thì phải nghiêm khắc chứ. Cảm ơn chị đã bảo vệ tôi. Các em, tôi muốn hỏi điều này với các em. Ai có tật gì xấu mà không muốn cho mọi người biết thì giơ tay lên. Cảm ơn chị đã ủng hộ tôi một lần nữa. Cảm ơn các em. Các em rất là thật thà. Vậy, có ai đã từng nói xấu người khác? Nếu có, dù chỉ một lần thì giơ tay lên. Vậy cũng là đồng phạm rồi.
Hồi đó tôi có nói xấu một người bạn và đối xử không tốt. Tôi và cô bạn giận nhau suốt một thời gian dài. Vậy chị có còn xem cô ấy là bạn không? Chúng tôi khác nhau, đã từng đố kỵ. Tôi cũng không biết là cô ấy có xem tôi là bạn không, nhưng tôi vẫn mong cô ấy là bạn. Tôi hơi bất ngờ về câu nói của chị, nhưng tôi cũng đã từng như vậy. Có lẽ chúng ta hay đố kỵ nhau và hơn thua. Nhưng khi gặp khó khăn thì chúng ta nên suy nghĩ lại tình bạn của mình. Ai cũng có tật xấu và từng nói xấu lẫn nhau. Vậy coi như Huệ, các em về đi và suy nghĩ lại những gì mình phiền lòng và làm cho người khác phiền lòng. Nhanh nhanh mọi người ơi, đừng có chụp hình nữa. Ê, tới mình diễn rồi đó. Ôi, còn lâu mẹ. Ê, cái giọng gì kỳ vậy? Hôm qua cả nhau với Quang Anh. Rồi hát được không? Thì bây giờ phải hát clip rồi chứ biết sao giờ. Trời, căng à. Ghê vậy. Và bây giờ xin mời Hà My đương kim giọng các bạn học sinh đại diện của trường chuyên đại nhất. Chưa chắc. Để coi nó trở tay như thế nào. Đồ chuẩn kìa, bắt đầu đi. Chà, con này nồi có khác. Thiệt là ngại khi ngồi vào ghế ban giám khảo. Nhỏ này nó mai rồi, gặp giám khảo khó tính. Anh sẽ trôi lên. Kì vậy, lên, lên rồi. Lên theo tôi. Ủa sao vậy? Để bị giáp không có gì hết. Sao em lại chuẩn bị? Dạ. Cô có thể đổi tiết mục nhưng không được hát nhép. Dạ, đảm bảo không hát nhép. Dạ. Tôi hoàn toàn thất vọng về cô. Ngoài ý muốn thôi mà. Sáng sớm mới thức giấc nắng hồng tươi, tôi sẽ như nàng tiên cổ tích múa hát thật hay đến bất ngờ. Ngôi sao.
con. Ủa, sao hôm nay nhìn gì khác quá vậy? Mẹ thức mấy đêm trong chị rồi khóc sưng húp mắt. Chắc bây giờ dì phải cần dùng nhiều dưa leo lắm mới lấy lại được sắc đẹp á. Sao chị cứ gọi mẹ là dì, sao chị không gọi là mẹ giống em? Chị hai con quen gọi vậy rồi, không sao đâu. Chắc bây giờ con đói bụng rồi, để dì đi mua tô cháo khác cho con nha. Dạ. Để em ra em gọi điện thoại báo cho ba biết chị đã tỉnh lại rồi. Tôi biết là bạn ghét tôi lắm. Xem tí nữa bạn đã bị thằng chết thực hiện nụ hôn thằng chết rồi. Cũng may là bạn chưa tới số. Đồ thằng chết chết tiệt. Số tôi đen đủi lắm, mới gặp một thằng chết như bạn. Để bây giờ tôi phải sống dở chết dở như thế này. Đau quá, biến đi. Biến đi, biến đi. Đồ thằng chết chết tiệt. Đau quá. Thì tôi sẽ tự tìm cách về nhà. Tôi nghĩ sẽ không ai làm bạn hạnh phúc được đâu. Bạn đã thay đổi quá nhiều. Có khi bạn cũng đã lạc đường giống tôi. Nhiều khi còn xa hơn tôi nữa. Không cần mày vậy đời. Tụi băng bó như vậy thì khác xưa lắm rồi. Nhìn mắt cười lắm đúng không? Bạn cười càng ngày càng khác. Đương nhiên. Tôi bị bạn hại ra đến nông nỗi này thì làm sao cười giống lúc trước được nữa. Tôi sẽ cho bạn thấy nụ cười của bạn lần đầu tiên tôi gặp. Còn đây là nụ cười của bạn lúc bạn bắt tôi giúp bạn trở thành người hạnh phúc. Còn đây là nụ cười của bạn lúc bạn nghĩ ra trò bêu xấu mọi người xung quanh. Tại sao lại khác quá như vậy? Bạn đã thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái tội nghiệp nữa. Tôi không cần mày dạy đời. Tôi không cần một thằng chết chưa đủ tuổi dạy đời. Tôi không cần ai quan tâm hết. Đi đi. Đi đi. Đi. Em tỉnh rồi. Chào cô. Cô thiệt là ẩu khi cho em lên biểu diễn mà không biết em diễn gì. Tại em muốn vậy mà. Ai cũng muốn mình trở thành một ngôi sao có khả năng đặc biệt. Cô hồi đó cũng vậy. Nhưng cô thì không thể. Vì hồi xưa cô không được nhỏ nhắn lắm. Nhưng mà thôi em cũng đừng buồn. Hồi xưa cô hát còn dở hơn em nữa đó. Thi đâu rớt đó. Nhưng mà không sao. Quan trọng là mình thích hát. Chỉ có vậy thôi. Chị đã tiết lộ bí mật của mình rồi nha. Mặc dù chuyện đó ai cũng biết. Có lẽ là cô hết giờ thăm nuôi rồi. Vì ở ngoài còn rất là nhiều người đang chờ thăm. Vậy cô hẹn gặp em ở lớp thanh nhạc sau khi tháo băng. Cô còn phải qua phòng kế bên để thăm bạn của em. Con bé thật là dại dột, nhưng mà em cũng vậy. Cô ơi, bạn của em là ai vậy cô? Là Hà My, tình địch của em. Các em toàn làm điều dại dột. Vậy bạn ấy có sao không vậy cô? Học trò của tôi đó. Chắc chị không có ý định bắt hai đứa nó làm bàn kiểm điểm ở trong bệnh viện chứ hả? Ồ không, thầy hiệu trưởng đã ra lệnh cho tôi là xe kỷ luật lớp của chị. Hôm nay chị không đi giày cao à? Đôi lúc ngang bằng với người khác cũng thấy thoải mái. Tôi nghĩ chị nên chăm sóc vẻ bên ngoài. Trẻ trung cũng có cái vui của nó. Tôi không quen. Dạ thưa cô. Thầy thể dục gửi tặng em trái bóng rổ để đỡ nhớ sân tập đấy. Cảm ơn cô. Bạn thiệt là dạy. Bạn có biết bạn bố hại cả bọn này phải chép bài giùm bạn không? Mà đâu phải chép giùm đứa đâu, chép cho hai đứa luôn á. Cô, vậy lớp mình có bị kỷ luật không cô? Em nghe nói là thầy hiệu trưởng giận lắm đó. Còn bắt bóng ma học đường là phải nghiêm khắc hơn với lớp mình nữa. Em thấy đây là cơ hội tốt để cậu trả thù cô đó. Em không được nói xấu cô giám thị. Quan trọng là chúng ta phải biết bảo vệ và giúp đỡ nhau lúc này. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Chào cô. Tôi đã quyết định chuyển trường cho cháu. Hả? Ba. Tôi thành thật xin lỗi gia đình. Tôi không muốn thấy con tôi phải cố gắng chứng tỏ để trở thành như vậy. Ba, con muốn mà. Trời ơi, con ơi là con, tại sao con dại dột như vậy? Hả? Ai lại đi cắm đầu xuống đất để được mọi người vỗ tay? Thiệt tình.
con bé nó muốn thăm con chị. Một đứa ngốc đến thăm một đứa ngốc. Vì người lớn tưởng mình không ngốc, tôi nghĩ hãy để hai đứa ngốc nói chuyện với nhau một chút. Sao lúc nào mà cũng muốn cạnh tranh với tôi hết vậy? Đi cấp cứu mà cũng giành chỗ nữa. À, ngu thiệt. Thật là nhảm nhí. Tôi cũng bị người ta khinh, bị người ta coi thường, cũng có đi tự tử đâu. Ờ, thì chắc là bạn quen rồi. Còn tôi, trước giờ quen được người ta phải khen. Mà đang bình thường tốt rồi, tự nhiên lại đi cắm đầu quay cho quẹo cổ. Ngu quá. Ngu quá. Sắp tới chắc tôi với bạn lại cạnh tranh với nhau vì đuổi học quá. Mà nè, chuyển trường nào nhớ nói cho tôi biết trước nha. Để khỏi gặp hả? Mà cái bài hát của bạn cũng hay đó. Chỉ có cái cắm đầu thật là quá tệ, vừa hát vừa nhảy khó lắm. Bởi vậy tôi mới lip sync. Mi, cho tôi xin lỗi nha. Xin lỗi về chuyện gì? Đau hả? Đau quá. Thôi, đợi lúc khác nói. Hôm nay tôi xin thay mặt thầy hiệu trưởng kỷ luật một số trường hợp gây rối trong trường học của chúng ta. Cô sẽ phạt nặng tay cho mà coi. Đúng coi, tôi hay bạn sẽ tôi chưa bao giờ đọc một danh sách kỷ luật mà dài đến như vậy. Tôi xin thay mặt thầy hiệu trưởng đọc danh sách bị kỷ luật. Em Hà My đã hát nhép làm mất mặt của trường. Bạn lại thắng tôi nữa rồi. Em Phạm An An đã tự ý lên sân khấu biểu diễn và gây ra tai nạn. Cô giáo thanh nhạc thì không theo dõi tốt các tiết mục. Toàn bộ lớp 11A8 gây mất đoàn kết. Và cô giáo chủ nhiệm lớp 11A8 đã không quản lý được học sinh của mình. Cô ấy có vẻ khắt khe quá. Bản danh sách đó là do tôi lên. Danh sách còn nữa. Tiếp theo là giáo viên giám thị đã gây ác cảm cho học sinh của mình, đã không theo dõi các em, để các em trở nên vô kỷ luật. Tôi không ngờ là các em lại ủng hộ quyết định này đến như vậy. Cuối cùng, danh sách bị kỷ luật là thầy hiệu trưởng. Hả? Thầy can đảm thật đó. Thầy xứng đáng là một thầy hiệu trưởng đặc biệt, rất can đảm. Thầy hiệu trưởng sẽ nhận trách nhiệm khi để quá nhiều học sinh và thầy cô giáo đã gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Còn bây giờ kỷ luật như thế nào thì thầy sẽ nói. Có lẽ tôi chưa quen. Từ từ cũng quen. Mà không thoải mái thì thôi. Cô đã bịa ra bản danh sách kỷ luật của tôi. Cô thật liều lĩnh và quá đó. Cô định làm loạn ở đây hả? Thầy hãy cư xử cho đúng là hiệu trưởng. Với con thầy đã là một ông bố không giỏi rồi. Ahem.
Cô giám thị, cô đã dám bịa đặt ra cái bản danh sách kỷ luật mà tôi đã đưa cho cô ấy đọc. Nhưng cô đã nói đúng, tôi là người đáng phải chịu kỷ luật nhất. Ủa, là anh sao? Tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở các em và các thầy cô. Không có ai hoàn thiện hết. Tôi đã bắt các em phải đạt thành tích. Và khi các em bị sai phạm thì bị kỷ luật, và chỉ biết có kỷ luật. Tôi đã làm cho đứa con của tôi phải bỏ nhà đi khi nó thi trượt. Và bây giờ tôi lại sắp làm điều đó với các em. Tôi muốn đứa con của tôi nó quay về. Và tôi không muốn bất cứ một em nào ở đây phải ra đi hết. Chúng ta không có ai hoàn thiện hết. Chúng ta đã sai thì cùng nhau làm lại từ đầu. Xung quanh chúng ta rất cần có gia đình, bạn bè và những cộng sự. Em ngưỡng mộ thầy, em ủng hộ thầy. Thấy chưa, em nói mà thầy rất là dũng cảm. Yeah. Ê, hai bạn muốn tham gia cổ động cho đội bóng rổ mình không? Hay là tối nay mình đi mừng tới trường bị kỷ luật đi? Không, tối nay tôi phải gặp một người bạn. Đi. Và cuối cùng tôi đã gặp lại thần chết tin ở chỗ mà chúng tôi gặp lần đầu. Ba điều đã làm mày hạnh phúc là gì? Điều thứ nhất có thể là gia đình. Tôi nên gọi gì là mẹ? Điều thứ hai theo bạn là bạn được bạn bè và mọi người chú ý không? Đúng rồi. Vậy còn điều thứ ba? Người tôi thích sẽ thích tôi. À, anh chàng bóng rổ. Bạn ấy đã có cảm tình với tôi và đã mời tôi đi ăn kem. Vậy sao tôi chưa được về nhà? Vì tôi đã hết thích bạn ấy rồi. Hả? Sao bạn lại thay đổi làm gì? Để tôi không được về nhà, bạn có ghét tôi thì hãy cho tôi đi khuất mắt bạn đi chứ. Để tôi về nhà lần cuối đi, rồi tôi sẽ nói cho bạn biết điều hạnh phúc thứ ba của tôi. Bạn chỉ thích hình hài tôi thôi.
Cuối cùng tôi cũng được bay rồi. Ờ, công nhận cũng vui thiệt. Bạn thấy tôi thế nào? Là sao? Là thấy ghét hay là dễ thương? Ờ, thì lúc đầu dễ thương, lúc giữa thì thấy ghét. Vậy bây giờ? Còn bây giờ thì dễ thương. Bạn cười như vậy dễ thương nè. Tới bây giờ tôi cũng không biết tại sao chỉ có mình tôi là thấy bạn. Ờ ha, cũng có thể là vì tôi thích bạn chút chút. Nhóm bạn chơi với nhau đến khi tốt nghiệp phổ thông. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc tại đây. Bạn là thần chết tin hả? Bạn lớn hơn nhiều, đẹp trai ra nữa. Bạn cũng vậy. Ủa, hôm nay bạn lạc nữa hả? Không, tôi tìm bạn để cho bạn biết lý do tại sao chỉ có mỗi mình bạn lại thấy tôi. Tại sao? Vì tôi là người thực hiện nụ hôn thần chết với bạn, số kiếp đang bài vậy rồi. Là sao vậy? Vì bây giờ tôi đã hơn 18 tuổi và đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, là thực hiện nụ hôn thần chết, và người đó chính là bạn. Có nghĩa là tôi phải chết hả? Ừ. Không còn kết thúc nào khác sao? Không. Hey, Jay!